A về Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện ăn tải ngay A về danh Xin chào các em, cô rất vui vì được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay Trên màn hình của cô là hình ảnh con tàu vũ trụ Voyager đang làm nhiệm vụ thăm dò các hành tinh nằm xa trái đất Chúng được phóng lên từ Hoa Kỳ vào năm 1977 và hiện nay con tàu đã rời khỏi hệ mặt trời và tiếp tục gửi thông tin về trái đất Điều gì giúp con tàu tiếp tục chuyển động rời xa trái đất, mặc dù không còn lực nào tác dụng lên nó nữa? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay, bài 14, định luật 1 Newton. Trong bài học này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về 3 nội dung chính. Thứ nhất, lực và chuyển động. Thứ hai, định luật 1 Newton. Thứ ba, quán tính. Chúng ta vào mục 1 là mã, lực và chuyển động. Giả sử cô có một quyển sách được đặt trên mặt bàn. Nếu ta tác dụng vào quyển sách một lực ép, quyển sách sẽ chuyển động. Và khi dừng tác dụng lực, quyển sách sẽ dừng lại. Câu hỏi đặt ra, có phải lực chính là nguyên nhân làm cho một vật chuyển động và duy trì chuyển động, phải không? Để tìm câu trả lời cho vấn đề này, Galilei đã tiến hành thí nghiệm như sau. Sử dụng một viên bi và một máng nghiêng như hình vẽ. Trường hợp 1, từ máng nghiêng 1 thả viên bi viên bi sẽ lăn ngược lên máng nghiêng 2. Vị trí viên bi lên được thấp hơn so với vị trí ban đầu thả. Trường hợp 2, ông hạ thấp độ cao của máng nghiêng 2. Ông thả viên bi từ vị trí ban đầu trên máng nghiêng 1. Viên bi lăn trên máng 2 và lên được một đoạn cao hơn so với trường hợp ban đầu. Từ đây, Galilei đưa ra kết luận Viên bi không lăn được đến vị trí ban đầu là vì có ma sát. Galilei đưa ra giả thuyết, nếu bỏ qua lực ma sát và cho viên bi lăn trên máng nghiêng hai nằm ngang thì viên bi sẽ lăn mãi mãi với vận tốc ban đầu không đổi. Như vậy, lực không phải là nguyên nhân gây ra và duy trì chuyển động, mà lực chỉ có tác dụng thay đổi vận tốc của vật thôi. Vậy, nếu loại bỏ các lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật không thay đổi, cả về hướng và độ lớn. Tức là nếu vật đang đứng yên, vận tốc của vật bằng 0 thì sẽ tiếp tục đứng yên. Nếu vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động với vận tốc không đổi. Thực tế, không thể nào loại bỏ được tất cả các lực tác dụng lên vật nên chỉ có thể xét trường hợp tổng hợp các lực tác dụng lên vật bằng 0. Năm 1687, Newton đã tiến hành thí nghiệm nhiều lần và đưa ra kết luận sau. Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Đây chính là nội dung của định luật 1 Newton đấy các em ạ. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng xét một số ví dụ sau để thấy rõ hơn về nội dung của định luật 1 Newton các em nhé. Ví dụ 1, một, một quả nặng được treo vào một sợi dây như hình vẽ Theo các em có những lực nào tác dụng lên quả nặng? Đầu tiên là trọng lực P, thứ hai là lực căng của sợi dây, cô gọi lực F. Trọng lực P và lực căng dây F, đây là hai lực cân bằng, cho nên quả nặng đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên nếu như không có bất kỳ thêm một lực nào nữa tác dụng lên quả nặng. Xét ví dụ thứ hai. Một viên bi đang chuyển động trên mặt sàn nằm ngang. Nếu như bỏ qua lực ma sát tác dụng lên viên bi, chỉ có hai lực tác dụng lên viên bi bao gồm trọng lực P và lực nâng N. Đây là hai lực cân bằng nên viên bi đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Trong thực tế thì ta thấy rằng sau một thời gian chuyển động, viên bi sẽ dừng lại. Nguyên nhân là do có lực ma sát tác dụng lên viên bi đấy. Các lực tác dụng lên viên bi không cân bằng, cho nên là sau một thời gian ta thấy là vận tốc của viên bi đã thay đổi chưa? Thay đổi rồi. Độ lớn của vận tốc của viên bi đang giảm dần đấy các em ạ. Ở phần mở bài ta đã đưa ra một câu hỏi như sau: Tại sao tàu vũ trụ Voyager tiếp tục chuyển động mà không chịu thêm bất cứ lực tác dụng nào? Nguyên nhân chính là do quán tính đấy các em ạ. Vậy quán tính là gì? Chúng ta vào phần ba la mã. Quán tính. Một nhỏ, quán tính. Khái niệm quán tính của một vật là tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của vật. Tức là vật đang đứng yên sẽ có xu hướng bảo toàn trạng thái đứng yên. Ví dụ, một chiếc ô tô đang đứng yên, bỗng chuyển động nhanh về phía trước thì người ngồi trên ô tô sẽ bị ngã về phía sau nguyên nhân là do chân của người tiếp xúc với ô tô trước nên chân của người chuyển động về phía trước còn thân trên của người vẫn duy trì trạng thái đứng yên nên người sẽ bị ngã về phía sau nhé vật cũng có xu hướng bảo toàn trạng thái chuyển động cả về hướng và độ lớn của vận tốc nhé ví dụ một chiếc ô tô đang chuyển động thẳng về phía trước bỗng nhiên dừng đột ngột lúc này người sẽ bị ngã về phía trước Nguyên nhân là do chân của người tiếp xúc với ô tô, cho nên chân của người sẽ dừng lại đột ngột. Còn thân trên của người vẫn có xu hướng bảo toàn vận tốc hướng về phía trước, chuyển động về phía trước. Cho nên người sẽ bị ngã về phía trước kem ạ. Tương tự như vậy, ví dụ một chiếc ô tô đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên rẽ trái, người sẽ bị ngã về bên phải. Kem hãy tự suy nghĩ và giải thích hiện tượng này nhé. Ngoài ra, quán tính của một vật phụ thuộc vào khối lượng của một vật đấy các em ạ. Một vật có khối lượng càng lớn thì quán tính càng lớn. Ví dụ, một viên bi và một quyển sách được cung cấp một vận tốc thì quán tính của quyển sách sẽ lớn hơn quán tính của viên bi. Nguyên nhân là do khối lượng của quyển sách lớn hơn khối lượng của viên bi. Ở mục 2 la mã, khi tìm hiểu về định luật 1 Newton, các em thấy rằng khi một vật chịu tác dụng của các lực cân bằng hoặc không chịu tác dụng của lực nào thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều, tức là nó có sự bảo toàn về trạng thái chuyển động đúng không? Quán tính của một vật cũng là một tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của vật, cho nên người ta còn gọi định luật 1 Newton chính là định luật về quán tính các ạ. Đến đây chúng ta đã giải thích được câu hỏi của phần mở bài chưa nào? Khi tàu Voyager được phóng lên, chính nhờ quán tính bảo toàn trạng thái chuyển động của tàu đã giúp cho tàu Voyager tiếp tục chuyển động rời xa trái đất, nhờ đó có thể thu thập được các thông tin gửi về trái đất. Cô lại có một câu hỏi nho nhỏ nữa dành cho các em. Khi cha búa vào cán, nên đập mạnh cán búa xuống đất hay đập mạnh đầu búa xuống đất? Ta nên đập mạnh cán búa xuống đất tức là ta đang cung cấp cho búa một vận tốc ban đầu, nhờ quán tính, búa sẽ tiếp tục chuyển động về phía cán, nhờ đó búa có thể tra được vào cán. Ngoài ra còn rất nhiều hiện tượng thực tế trong cuộc sống mà ta có thể giải thích được bằng quán tính. Ví dụ ta sẽ giải thích được tại sao khi đi ô tô cần thắt dây an toàn. em hãy tự tìm hiểu và giải thích vấn đề này kem nhé. Như vậy đến đây, cô trò chúng ta cũng đã đi tìm hiểu xong nội dung kiến thức của bài ngày hôm nay rồi. Trong bài ngày hôm nay, kem cần nhớ cho cô hai nội dung kiến thức chính. Thứ nhất, đó là định luật 1 Newton. Định luật 1 Newton phát biểu như sau: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực cân bằng thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Thứ hai là về quán tính. Quán tính là tính chất đặc trưng cho khả năng bảo toàn trạng thái chuyển động và đứng yên của vật. Quán tính của một vật phụ thuộc vào khối lượng của vật kem nhé. Dựa vào phần lý thuyết vừa được học, kem hãy hoàn thành cho cô ví dụ sau. Câu 1. Quán tính của vật là tính chất. A. Vật có xu hướng bảo toàn vận tốc chuyển động của mình. B. Vật có xu hướng bảo toàn khối lượng của mình. C. Vật có xu hướng bảo toàn gia tốc của mình. D. Vật có xu hướng bảo toàn hình dạng của mình. Theo các em, đáp án nào là chính xác? Đáp án đúng là đáp án A. Quán tính của vật là tính chất. Vật có xu hướng bảo toàn vận tốc chuyển động của mình, cả về hướng và độ lớn các em nhé. Câu 2. Một chiếc xe buýt đang chuyển động trên đường, bỗng nhiên rẽ trái, thì người ngồi trên xe bị A. Nghiêng về bên trái. B. Nghiêng về bên phải. C. Nghiêng về phía trước. D. Nghiêng về phía sau. Theo các em đáp án nào là chính xác? Đáp án đúng ở đây là đáp án B. Khi xe rẽ sang trái thì người sẽ nghiêng về bên phải và ngược lại, khi xe rẽ sang phải thì người sẽ nghiêng về bên trái. Nguyên nhân là do khi xe đang rẽ về bên trái, chân của người tiếp xúc với xe trước, chân của người sẽ hướng sang bên trái. Còn người thì vẫn duy trì trạng thái chuyển động về phía trước, cho nên là người sẽ bị ngã sang bên phải cho các em ạ. Đến đây thì cô trò chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ bài học ngày hôm nay rồi. Chúng ta đã đi tìm hiểu các nội dung kiến thức liên quan đến định luật 1 Newton, rồi quán tính. Chúng ta đã làm hai ví dụ về định luật 1 Newton. Phải quán tính rồi đúng không nào? Các em hãy về hoàn thành thêm một số bài tập ở trong sách giáo khoa, cách sách bài tập để củng cố thêm nội dung kiến thức của phần này các em nhé. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học việt rách.